Mình shopping khá là nhiều item ở Akuba và để xem chúng ta sẽ có gì nha. Thì đây mình sẽ có là sơ mi, polo, quần tây và blazer. Thì nhiều item như thế này thì mình sẽ mặc thẳng lên người luôn nha. Cái set polo này thật sự mình nói thì mình đánh giá rất là cao với chất vải ở Akuba nha. Chất vải mịn nè mà hình in rất là tỉ mỉ nha. Phần bo cổ này êm nè mà chất vải co giãn rất là tốt ha. Phần thiết kế size tag này rất là hiện đại ha. Cho nên là mặc cái set này thì rất là thoải mái mà còn hợp thời trang nữa. Sơ mi thì cái form nó rất là đẹp ha, mà cái độ co giãn em này nằm ở mức vừa phải cho nên là mặc rất là thoải mái luôn. Và khi khoác của blazer sẽ tạo nên phong cách rất là quý ông và trẻ trung ha. Quan điểm cá nhân của mình thì blazer Akuba rất là đáng mua luôn nha, cả về form dáng cũng như là chất lượng. Ngoài ra thì còn một số cái mẫu đồ xe nữa nè. Thì những mẫu đồ xe hiện tại thì thường là quần short và áo thun, mặc rất là thoải mái ha. Mà quần short giảm giá thì hơi bị nhiều mẫu cho người lựa chọn luôn, đặc biệt là em quần jean này nè. Thì Akuba từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 thì có chương trình sale 70% ý. Nên là mọi người có thể mua áo thun nào còn short jean bị với giá khoảng 60 tới 90 cành thôi nha. Nói chung là hao đồ Akuba rất là chất lượng ha. Mọi người xem sản phẩm ở giao hàng nha.